dùng dao để cắt cắt luôn cái ngọn này, để lấy luôn một cái đoạn này thì là nó sẽ gọi là nó sẽ giúp giữ được cái này trong một thời gian để nó có thể thích nghi với lại cái môi trường khác các bạn. Mình nên là... Ủa nó chần một tí và nó rụng mất rồi mọi người. Cây này nó mục hết rồi. Đây.